Hello tất cả anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đâu cái cam đâu rồi nhỉ? Đây để bật cái cam lên cái đã anh em. Đây. Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một phiên bản mà cứ mỗi 20 giờ thứ bảy hàng tuần sẽ open server mới. Đây là bản Võ Lâm Toàn Quốc mọi người nhá. Thì võ lâm toàn quốc.net. Thì võ lâm toàn quốc.net này cứ mỗi 20 giờ thứ bảy hàng tuần thì đều ra server mới, và bản thân cá nhân mình thì cứ mỗi 20 giờ thứ bảy hàng tuần là mình sẽ cũng làm event để mà tặng cái acc cho anh em, acc nạp full mốc nha anh em. Thì acc nạp full mốc tuần nào mình cũng cũng tặng vào cái thời điểm đó hết. Thì anh em cứ cứ đúng thứ bảy hàng tuần ha, 20 giờ thì vào tại kênh Cá Cam Minh, kênh YouTube Cá Cam Minh, thì sẽ có event tặng acc, tặng duy nhất một acc full tất cả các mốc luôn. Đấy. Bao gồm nạp TV con và đây để mình tạo một cái acc ra ha. Võ Lâm Toàn Quốc S8 này, S8 ha. Bát là mình sẽ đặt vào. Đây. Ủa, đâu đăng ký chứ? Võ Lâm Toàn Quốc S8. Gmail là mình sẽ đặt gmail.com, gmail mình cho nó chắc. Số điện thoại này 11 co hay số không, người ta sẽ không hay sao. Đăng ký, ok, quay lại trang đăng nhập này. Bây giờ đăng nhập vào cái này, tài khoản là Võ Toàn Quốc S8. Chết chết chết, mới đăng ký đó mà sao quên được ta. Ngã 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 rồi anh em ơi, mới đăng ký mật khẩu là cái gì ta? Ở đây rồi, đang đăng nhập S1 S2 rồi anh em ạ. Đăng nhập vào lộn server thôi, thì đây là mình cũng review qua thôi chứ mình chưa ấy gì. Ở đây thì mình sẽ nạp full cho anh em cái mốc nạp nhá. Ở đây sẽ có mốc tới 800 thì mình sẽ nạp vào 800 800 để mà lấy full mốc nạp đấy, và nạp vào 800 vào TVCon để anh em mua bên phần shop phúc lợi. 800 vào đây thì mình sẽ mua hết sẵn cho anh em luôn. 800 vào thì hình như là được 8 x 3 hay 8 x 2 gì đó. 8 x 2 là 1.600. Mua hết vào đây. Đấy, thì tặng cho anh em cụ thể cái acc nó sẽ là như thế. Đó. Còn tối nay á, thì sẽ open S8 nha anh em. Ở đây thì mình sẽ vào fanpage để mình review cho anh em bên phần fanpage ha. S8 thì là đây thông báo này, event đua tốt S8 mãi lọc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 4, 20 giờ tối nay nha mọi người. Đấy. Top là Vũ Động Giang Hồ nè. Đấy. Vũ Động Giang Hồ, rồi top gì đây? Top Ban Hội, top Lực Chiến. Đấy, rồi Event Công Hành Chiến kể trong trong ngày hôm nay luôn. Tại vì hôm nay là thứ bảy có Event Công Hành Chiến ấy. Thì Công Hành Chiến nguyên ban anh em vào đánh, nếu mà ban anh em thắng thì anh em sẽ được quà nhá anh em. Được quà là móc các cái phần thưởng, gói quà móc nạp ấy. Đấy. Đấy, Evan chia sẻ thì anh em sẽ được thưởng mốc nạp 50k này. Đấy, Evan danh tướng. Đấy. Tất cả các loại Evan, rất là nhiều Evan, và đặc biệt ở trong bảng này anh em nào chịu khó lên xem mấy bạn này livestream này cũng 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 có mấy cái hay 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 phết. Tôi thỉnh thoảng vào ngồi xem người ta livestream thử, người ta có cái mẹo gì chỉ mình chơi cho nó ok, hoặc là phát code rồi các kiểu ấy, anh em. Đó, tương tác với lại là cả bên fanpage để nhận được fan cứng thì anh em sẽ được rất là nhiều phần thưởng, bao gồm gói quà bóng nạp và được su 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 web rồi các kiểu nha anh em. Còn đâu thì bây giờ mình cùng với anh em vào trong server mới để xem thử server, vào trong server để xem vào server nó sẽ cho gì. Đấy, thì mình cũng nói sơ qua vào server thì anh em sẽ được free kiếm hiệp 18 với lại level 69. Đấy, level 69. Sau bắt đầu anh em ăn mấy cái bánh năng động thì anh em lên cấp, xong anh em ra xả S10, xong anh em ấp lực chiến để mà đi công hành chiến luôn. Ngày đầu tiên là chỉ đơn giản như thế thôi. Đấy. Còn anh em những cái acc như acc của mình nạp full mốc ấy thì rất là dễ tìm team cứng hay tìm người chơi cùng luôn. Tại vì khi mà acc anh em đã nạp full mốc rồi ấy, thì người ta biết là kiểu anh em sẽ chơi kiểu cũng tâm huyết ấy. Tâm huyết. Cho nên là khá là ok đó mọi người ạ. Đây mình sẽ để coi. Từ mình lấy cái mật khẩu mình che lại để mình nhập mật khẩu phát ra nào. Chứ không tối nay chưa kịp tặng thì mất ạ, thì vỡ mồm.
Ok, bây giờ mình sẽ vào review từ cái S7 đi. Mình vào để cho anh em dễ hình dung ha. Chứ còn S8 thì chưa mở, chưa chưa mở. Tối nay thì sẽ vào chọn phái các kiểu xong rồi nạp full mock xong rồi up lực chiến sương sương tí, khoảng cỡ tầm 8 giờ 45 thì sẽ quay event. Đấy, 8 giờ livestream, 8 giờ 30 hoặc 8 giờ 45 gì đó quay event cho anh em. Quay event tặng ngạc cho anh em. Thì anh em nào chơi thì truy cập link là võlâmtoànquốc.net nha mọi người. Bảng này thì ra được 8 server rồi, server nào 7 server rồi. Và server này là server thứ 8, tương đương với lại là game tồn tại được gần 2 tháng rồi mọi người ạ. Khoảng chừng 2 tháng. Đội ngũ kỹ thuật thì rất là chịu khó gọi là update và phát triển cho anh em luôn. Phiên bản mới nhất là phiên bản 32 phái thì cũng đã có ở bảng này luôn rồi. Đấy. Ngoại trang các thứ, xu tặng hàng tuần, đồ đạc thì cho rất là thoải mái cho anh em để mà anh em chơi, để anh em không bị ngợp. Kiểu như không có đá để mà khảm ấy, đá VIP đồ này nọ thứ ấy. Lúc nào ạc anh em, nếu mà anh em chịu khó chơi cày cuốc thì lúc nào ạc của anh em cũng dư mấy trăm rương trong người. Cái quan trọng là anh em có chịu khó online để đi hoạt động rồi không thôi. Chứ còn nếu mà chăm chăm một chút là lúc nào trong ạc cũng cũng dư tài nguyên để up nha mọi người. Không sợ thọt. Đây vào thì như lúc nãy mình vừa nói thì cho anh em là level 69, level 69 2 triệu kim hoàn bảo, kiếm hiệp 18. Đấy, kiếm hiệp 18 vào anh em mua hết gói quà kiếm hiệp đi thì anh em sẽ như nào? Anh em sẽ có được cái con ngựa để anh em chạy. Đấy, con ngựa để anh em chạy và hình như là cái móc nạp mà móc nạp 500 thì phải. Thì anh em sẽ được con ngựa VIP là được 900k lực chiến anh em ạ. À. Con ngựa VIP mang vào là được 900k lực chiến. Đấy. Cái móc nạp 500 ấy thì được 900k lực chiến ở cái con ngựa. Vào thì anh em sẽ cho được được cho đồ ngựa, được cho đá hồn VIP, được cho đá hồn level level 5. Được cho đá hồn level 5, rương chọn đá hồn level 4 và thủy bích, đồ phổ hoàng kim và một số cái trang bị full dòng ở giai đoạn 6X. Nhưng mà trang bị full dòng này anh em chú ý check lại nhá. Có một số trang bị là full dòng nhưng mà có một số cái dòng nó bị lệch á, nó không được chuẩn cho lắm. Tùy theo anh em cảm thấy build như thế nào hợp lý thì build. Ở đây như có dòng mà ở đây mình nhớ tỷ lệ choáng nè, thì anh em có thể dùng cái dòng khác để anh em thay vào. Dòng khác để anh em thay vào cho nó ok hơn. Đấy. Tùy tùy theo anh em xài như thế nào thì anh em xài. Ở đây thì người ta sẽ cho anh em trước bốn con đồng hành SS luôn, đương nội đơn cực đó. Còn nhận gia viên đồ các thứ thì anh em vào đây để nhận và kinh mạch nếu anh em lên cấp nha. Anh em nhận gia viên và kinh mạch xong anh em vô về về cái toàn quốc cát này ấy thì anh em mua được lệnh bài này và ngoại trang danh hiệu ấy. Với hàng tuần này thì anh em cũng có lệnh bài, ngoại lệnh bài và một số cái vật phẩm dưới đây như hộp chọn đồng hành và vũ khí đồng hành, hồi thị bích, tùy hầu châu và huyền tinh. Cái huyền tinh này mình chưa tới chơi tới giai đoạn mà phải dùng tới huyền tinh nên mình cũng không rõ là huyền tinh cụ thể là dùng để làm gì. Ở bên đây anh em không cần phải vào đập trang bị mà anh em có thể mua được rương trang bị hiếm cùng với lại chân nguyên hiếm lần lượt là bằng cống hiến và nguyên khí nha anh em. Đấy, anh em không cần phải đi đập chi cho khổ cả, anh em cứ có đủ cống hiến anh em vào mua xong anh em mở ra để anh em xài luôn thôi. Đấy nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ thông báo với anh em như thế. Tối nay thì mình sẽ review và tặng review bản. Mình vào lúc open server mình sẽ tặng một cái acc nạp full mock nha mọi người, acc là acc này luôn và mình sẽ nạp full mock ở S8 tặng cho anh em nha. Bây giờ thì xin phép là anh em là dừng cái video này tại đây. Thì tối nay hẹn gặp anh em trong Võ Lâm Toàn Quốc nha mọi người, tặng cái acc nạp full mock nha mọi người ơi. Bye bye mọi người nha.